bỏ đi nuôi rồi nè. Cái này là cứu heo là cá của bố chị dê đá hết rồi ba ơi. Cái này là loài đấy là bắt vô đại nam cho ba ơi. Đi có loài đây là một gió rồi. Đâu vừa thăm bảy thăm thu rồi nhậu mồi này luôn rồi nè ba mấy giờ cũng còn cắn rồi. Dê có trắng có chú heo có thật có mồi ngon. Quay sát em chắc. Đây là đình đập cho cắn nó bự lên. Đây. Bữa trái nữa rồi kìa. Để mày ăn khác nha.
luôn, khác quá là khác rồi. Lấy kéo không bớt là khác rồi. Đổ chấm thẳng là à luôn. Trời ơi không? Ai cũng bằng thử hết trơn trời. Tôi bằng thử trước. Trời ơi, mời bạn vú hả? Về đâu? Mời bạn cứu vú. Ông nó cười quá à. Cứu heo. Ôi, khói quá đi. Gặt chín chưa? Cắm gì á? Cam hả? Đi cam vô cho nó ngon hả gì? Nó hơi mặn thơm. Vậy hả? Sao sớm giờ không để vô? Để con trái rồi mà nó hơi mặn rồi, thêm miếng con trái nữa. Ừ đúng rồi, nó hơi mặn. Con rắn nó trái đen luôn rồi. Khỏi. Rồi mấy cái này phải lấy kéo cắt cho nó được. Đi đóng kéo tự chắc. Đi nước ngoài đèn thân ra đèn. Rồi, đã lên chỉ khác đi, để bắp lên ông lên mâm. Rồi bà con xuất hiện lên mâm. Đập bùm. Thì đàm 36 cái lọc, sát tu được con ngắn mà về mình ăn mừng gì luôn rồi nè. Con gắn về ăn luôn. Nghỉ rồi chút khi nào nhậu má mới quay tiếp. Quan trọng là con gắn nó trứng chưa. Sắp đầy đầy lên rồi. Lời luôn. Mày nóng quá, nó nóng, nó là nóng. Bỏ đi kiếm, mà bỏ hay vậy chứ. Bỏ đi kiếm rồi. Bỏ cắt rồi bỏ không ăn. Cắt rồi bỏ kiếm không có. Lấy hết khác mình chút, nhìn thấy nó rụ luôn. Cha nó thấy hết rồi hay gì? Ừ. Rồi. Dê nè.
nữa không? Nghe xong chưa? Trời ơi, cái ghế ngồi bên lại, ghế gì vậy? Ghế quân nè.
Ui, tôi cũng cần trả thịt tôm nữa, bộ đi ba gì vậy? Nó đang ăn đi. Thôi mà trời ơi. Nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có tài 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 xấu hẳn luôn rồi. Xong rồi, hết xong rồi. Thấy rồi. Thấy mà. Hả? Không có vô. Vô. 1, 2, 3. Còn nhấn nữa. Nè, tới em quay rồi. 1, 2, 3. Vô. Vui quá, vui quá. Giờ lên mới đúng chứ. Trời ơi, ông này uống ngon quá. Hả? Bà Dũng đánh lộn, bà Dũng thôi vậy. Mình đã mất nè. Nhà quá tăng đám võ vui quá hả? Còn của tôi là Đặng Nguyễn. Đặng Nguyễn phải gắn Đặng Nguyễn làm tháp quê tôi. Đặng uống cái gì hả? Trời ơi, đợi đợi ông, đợi ông biết rồi đó, giờ tao muốn xỉnh mẹ nữa rồi. Đúng rồi. Lạnh quá, làm vài ly cho ấm. Ai nhập à? Ai có chơi rồi, chơi rồi, chơi đúng rồi. Đó đó. Vô nè. Vô. Tu đây vậy. Vô. Trời ơi, chơi hết tao. Tạ lãng luôn rồi. Tạ lãng luôn rồi. Đáng nhà luôn. Đáng nhà luôn. Lâu lâu vui. Nhiều sắp rồi nghe. Có đâu chơi à. Bây giờ là đó. 1, 2, 3. Vô. Đáng nhà luôn kêu. Vậy mới gọi là vui. Nhiều sắp rồi nghe. Xong rồi nhớ chia sẻ. Vậy đi cũng chia sẻ cho mà chi cho anh. Hai tay đấu nhau.
đi đâu? Ông giờ chưa nhập ở đâu? Bữa lại cái này là năm giờ quán đường rồi. Đủ mặt rồi. Thứ ba mày không thấy mùi ngọt đâu. Vòng qua nội mà vòng qua không ha, yên khúc đường đó. Bắt người ta ca nhát đang đi qua tới chỗ rồi. Rồi đã qua tuổi hết rồi. Vòng qua không được. Rồi cho nó sao luôn. Không có cùng nó không thôi. Đó cái gì. Cho cái ghế ngồi đó. Thầy ơi. Ta kiếm mặt cắn để mày người ta mua nó không nó ngồi. Mua gì ta làm thuốc không á. Ta mua đó kìa. Rồi thôi chào các bạn nha các bạn.